Xin chào các bạn, mình là Hùng đây. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cách thức sử dụng phần mềm Camtasia. Đó, như các bạn có thể thấy đây chính là giao diện của phần mềm Camtasia. Và ngày hôm nay video này là thực chiến cho nên là mình sẽ là quay lại cái quá trình mà mình sử dụng cái phần mềm Camtasia 9 này. Đấy. Thì và cái từng bước mình làm ở trong video này, đồng thời là mình trong quá trình mình làm mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn để cho các bạn có thể là dễ dàng là biết được cái cách để chúng ta có thể là triển khai nó một cách nó dễ dàng. Ok. Như phần đầu như các bạn có thể thấy đây chính là cái giao diện phần mềm Camtasia. Đấy, nếu bạn chưa cài phần mềm thì bạn có thể là tìm bản phần mềm Camtasia để cài. Đây là bản Camtasia 9, là cái bản mới nhất của năm 2020. Đấy. Thì nếu như bạn chưa có cái phần mềm này hay là chưa biết cách cài thì bạn có thể để cái phần comment ở bên dưới. Đó, mình sẽ lấy cái link hướng dẫn cái phần cài này cho bạn. Ok. Và đây là cái trình làm việc. Và chúng ta có thể thấy là ở bên góc trái này là những cái không gian để cho bạn có thể thỏa sức, đó là các bạn sáng tạo. Thì đây là những cái phần ghi chú này. Đó, thì cái này thì mình sẽ giới thiệu cụ thể trong cái video, trong quá trình mình làm thì các bạn có thể nhìn thấy được nhá. Đó, hay đây là còn những cái hiệu ứng về hình này, về chữ chạy này, animation. Cái này là mình đó, mình phóng to thu nhỏ cái hình của mình theo hiệu ứng này. Đó, hay là tạo một cái điểm di chuột này. Đó, thì nó có rất nhiều tính năng các bạn ạ. Tuy nhiên là ở trong cái video này thì mình chỉ ghi lại những cái phần tính năng cơ bản các bạn nhé. Đó, thì phần đầu tiên ấy là trước khi các bạn bắt đầu và làm việc ấy thì các bạn sẽ add file vào nhé các bạn nhé. Ở đây các bạn có thể chọn là add media. Đó, sau đó các bạn tải file vào, open vào thôi nhé các bạn nhé. Đó, open là vào. Đấy. Chúng ta có thể add file hình ảnh này, file audio này. Đấy, ví dụ như đây là, ví dụ mình sẽ add một cái hình vào nhé. Các bạn có thể add đấy, cái hình vào này, đó, hình vào nhá, rồi audio, vân vân và vân vân các bạn nhé. Đó, thì ở đây cái video này, nội dung cái video này thì mình chỉ chỉnh sửa về video thôi nhá. Đó, thì đầu tiên là các bạn sẽ add vào đúng không ạ? Khi các bạn add vào, đó, khi các bạn khi mà các bạn là kéo cái phần mềm kéo video và add được video vào trong cái phần 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 media này rồi ấy thì các bạn chỉ cần click cái này này đấy cho các bạn add này này timeline là nó tự cho video vào cái trình làm việc nhá, hoặc các bạn có thể kéo nó xuống đấy các bạn thấy không, đấy các bạn có thể kéo nó xuống rất là dễ dàng các bạn nhá. Đó. Đó, ok, ví dụ như trong cái video này lúc đầu thì nó sẽ có phần giới thiệu đúng không ạ? Giới thiệu thì mình sẽ cho nó vào một cái ghi chú các bạn nhé. Đó, ví dụ mình sẽ lấy một cái ghi chú. Đó. Ví dụ như là món cá lóc kho giềng. À, chữ riêng đúng nào không nhỉ? Đó. Đây các bạn nha. Đó. Ok. Và ví dụ các bạn muốn thay đổi cái này, các bạn viết vào đây nhá. Đấy. Các bạn có thể thoải mái sửa. Ok. Đấy, chúng ta có thể chọn các loại phông ấy nhé. Ví dụ như là mình sẽ chọn phông bon.
Mình có thể có rất nhiều sự lựa chọn nhé. Đây, các bạn có thể vào đây để có thể là khám phá thêm nhé. Đấy, cái phần này thì các bạn có thể đổ bóng cho nó này. Đấy, mình sẽ đổ bóng nhé. Thực ra thì nó chỉ là một cái phần mềm thôi các bạn nhé. Thì chính vì cái phần mềm cho nên là chúng ta có thể dễ dàng nghiên cứu về nó nhé. Đó, chúng ta bạn có thể là phóng to thu nhỏ. Đấy, ok. Sắc nét nhé. Đó, ok. Có rất là nhiều tính năng đó. Mình sẽ đổ cho nó màu vàng đi, nhìn cho nó đẹp. Thôi. Rồi, mình thấy là màu vàng là nó đẹp rồi. Ok. Phóng to nó ra này. Thu nhỏ nó lại này. Rồi, ok. Ok. Đó. Đây nha. Bạn có thể là tạo cho nó một cái hiệu ứng nha. Đó, ví dụ như là mình muốn tạo cho hiệu ứng thì bạn vào cái mục này này, transition này. Ở trong này nó có những cái hiệu ứng này này. Đấy, bạn có thể xem được trước đấy, đúng không? Đấy, mình sẽ thử luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Hoặc là mình muốn nó biến đi như thế nào thì mình cũng làm tương tự. Thấy không? Đơn giản không ạ? Đó. Cá lóc hay là gọi là quả. Đó. Ví dụ bạn muốn nó nhiều hơn thì bạn sẽ kéo nó dài ra, đúng không? Chỉ cần di chuyển ở đây là kéo nó dài ra. Thì đó, ok. Đấy, ví dụ như cái phần mềm khi mà bạn add cái video vào thì video nó không có đúng chiều, đúng không ạ? Đó. Thì bạn kích vào đây nha, bạn kéo nó dài. Đơn giản không ạ? Hoặc là bạn có thể thay đổi cái bạn có thể thay đổi cái kích thước cho video đó, bạn có thể lựa chọn rất nhiều những cái kích thước khác nhau các bạn nhé. Đó, ok, như ở đây thì mình chọn kích thước là HD. Trong quá trình làm, ví dụ bạn muốn tăng cái volume, tăng cái âm thanh lên thì bạn có thể vào đây xong bạn kéo cái volume lên. Kéo lên kéo xuống là nó cũng tăng lên các bạn nhé. Tiếp tục ví dụ như mình có những cái phần ghi chú vào đúng không ạ? Rồi mình lại tiếp tục mình cho nó một cái hiệu ứng đúng không ạ? Đây, tiếp tục cho nó một cái hiệu ứng vào và một hiệu ứng bắt đầu vào hiệu ứng kết thúc. Đấy, nào mình cùng xem hiệu ứng nhé. Chưa? Đấy, hiệu ứng kết thúc. Đấy. Ghi chú vào thôi. Ở đây các bạn nhé. Ví dụ như là khi mà kết thúc một cái đoạn video và bạn muốn ghép video. Ok. Ví dụ như là bây giờ các bạn sẽ ghép cái video kế tiếp vào nhé. Thì các bạn chỉ cần di chuyển thôi. Một là chúng ta có thể là chúng ta để ở cái dòng bên trên đi để cho nó dễ quản lý nhé. Dễ thao tác. Đó, tiếp theo luôn nhé. À,
Như vậy tương tự là ví dụ bạn mình muốn thêm cái video kế tiếp vào thì mình chỉ cần kéo nó lại thôi. Đây các bạn thấy nhá, ví dụ như đấy video nó lại ngược cái này rồi thì mình sẽ là xoay thôi. Con chuột này nó hơi nhanh. Đó, xoay. Đấy, ví dụ bạn muốn kéo cho nó to ra thì đây. Đó. Kéo cho nó to ra thôi. Đấy các bạn nhé. Đấy. Ví dụ như bây giờ mình sẽ muốn thêm một cái dòng chữ vào đây, đúng không ạ? Một cái dòng chữ vào đây thì mình sẽ lại vào phần innovation này, innotation này. Đấy. Thì đây có rất nhiều sự lựa chọn nhá, thì mình có thể lựa chọn này. Đó. Đây nhá, cái chỗ này ấy, thì là chữ không và không có nền các bạn nhá. Đấy. Phông chữ này, đây là màu chữ này, các bạn có thể thay đổi nhá. Đó, ví dụ như này nha. Đấy các bạn nha. Đấy. Các bạn thấy nó to đúng không? Thì các bạn phải cho nó nhỏ đi, đúng không ạ? Nhỏ đi thì mình kéo nó nhỏ lại, được chưa ạ? Đó. Nó đã nhỏ lại rồi đấy. Cái màu đúng không ạ? Bạn thấy cái màu nó không hợp lý đúng không? Bạn có thể thay nó thành màu đen. Nha. Đậm nó lên nha. Ok. Trong trường hợp này bạn thấy rằng là cái mình nên có cái phông nền đằng sau thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không ạ? Thì bạn có thể lựa chọn cái này. Kéo này ra thôi. Vẽ nó ra. Đó, như này nó sẽ hợp lý hơn. Đó, ok. Được chưa? Đấy, ok. Đấy, đổi cái màu chữ đi. Được chưa? Đấy. Đổi cái này. Cho nó đồng bộ luôn. Đó. Ok. Đấy. Bạn có thể thay màu bên trong này, được chưa? Đấy, thay cái màu nền này. Thay một cái màu nền hợp lý hơn. Đấy, theo đúng ý của bạn. Đó, có thể để màu tím mộng mơ, màu xanh nhá. Ok. Mình có thể kéo nó dài ra. Được chưa? Ok, mình cũng có thể là sử dụng cái để tạo hiệu ứng khi mà cái hình ảnh này, hình ảnh nó vào. Các bạn để ý nhá, đấy hiệu ứng này nó sẽ mờ dần đi. Đó. Chúng ta có thể xem được trước. Đó, các bạn thấy không? Ok, và đây là hiệu ứng kết thúc đó. Ok. Và phần tiếp theo đó chính là đến cái phần là chúng ta sẽ xuất đúng không? Ví dụ như đây là một cái video hướng dẫn cho các bạn basic thôi. Đấy. Thì những tính năng nâng cao thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong những cái video khác. Đó, thì các bạn có thể xem qua một lượt đúng không ạ? Chúng ta có thể bấm lại và xem check lại từ đầu đến đuôi đúng không ạ? Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ là xuất cái file này ra đúng không ạ? Thì chúng ta vào cái phần là share đúng không ạ, và chúng ta sẽ vào cái phần local local file đúng không ạ. Ok, không sao cả, chúng ta mặc kệ nó thôi.
Đấy. Và đây có rất là nhiều cái định dạng để bạn lựa chọn, thì ở đây mình sẽ lựa chọn cái định dạng là cao cao nhất và HD 1080. Và mình sẽ chọn cái file lưu các bạn nhé. Đấy. Mình tốt nhất là mình nên chọn cái file lưu đúng đúng không? Đấy. Ví dụ như là video hoàn thành, đặt cho nó một cái folder đúng không ạ? Đấy. Sau đó mình đặt cho nó cái tên, được chưa ạ? Đấy, ok, sau đó thì mình sẽ lưu lại. Sau mình bấm finish. Rồi các bạn sẽ chờ nhé. Các bạn sẽ chờ nó chạy hết 100. Rồi, các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã xuất file thành công rồi. Đó. Và bây giờ mình sẽ vào mình xem video đấy nhá. Ok. Đây rồi, mình bấm xem nào. Mình chúc các bạn thành công với phần mềm Camtasia. Đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận thêm những video mới từ mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Nếu có bất cứ câu hỏi gì hãy để ở dưới phần bình luận. Mình sẽ trả lời từng câu hỏi nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.